Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 73 của bộ truyện Tử Dương Môn, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc mà Dạ Tiêu Diêu và Mạc Vấn đang nói chuyện thì cái con quái ngư màu lam kia đã áp sát lại trước mặt. Dạ Tiêu Diêu bèn duỗi trường kiếm xua đuổi nó. Quái ngư nhìn thấy trường kiếm thì vội vàng lùi về phía sau. Đồng thời phía trên đầu xuất hiện một đạo ánh sáng u ám. Đạo ánh sáng màu lam này trực tiếp xuyên thấu qua lớp màng che chắn phía ngoài cơ thể ba người, đánh hai người Lưu Dạ ngã xuống phía đất. Mạc Vấn mặc dù là không bị co giật giống như là Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, nhưng cũng cảm giác toàn thân tê liệt như là bị sét đánh. Cái loại cảm giác quỷ dị này thì Mạc Vấn trước nay chưa từng có. Lục phủ ngũ tạng quán gần như là bị buộc chặt, thân thể tê liệt, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Linh khí lúc trước tự động vận chuyển trong kinh mạch nay cũng phải ngừng lại. Mạc Vấn tuy vô cùng khó chịu nhưng mà cũng không đến nỗi không hành động được. Sau khi mà phát giác ra sự nguy hiểm, hắn theo bản năng nghĩ rằng muốn lui lại né tránh. Nhưng mà người tu hành so với cả người bình thường có nhiều sự khác biệt. Một trong số đó là sự tử chủ mạnh mẽ. Nó giúp trấn áp bản năng sợ hãi, nên hắn không lui lại né tránh, mà cố gắng đưa tay ra rút trường kiếm để phòng quái ngư quay lại làm tổn thương hai người Lưu Dạ. Nhưng mà quái ngư màu lam cũng không có trở lại. Sau khi phát ra ánh sáng u ám liền nhanh chóng biến mất. Sau khi hít thật sâu thì Mạc Vấn cảm giác cơ thể đã bớt bị tê dại. Hắn liền ngồi xuống nâng hai người Lưu Dạ lên. Mẹ kiếp, quái vật loại gì thế này? Lưu Thiếu Khanh thở sâu thật là gấp gáp, áp chế cảm giác muốn nôn mửa lại. Mạc Vấn lắc đầu. Tình huống của Dạ Tiêu Diêu so với cả Lưu Thiếu Khanh còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn lúc này thì sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh. Tuy đứng dậy được nhưng mà cũng chẳng có vững. Hai tay chống đầu gối, thần sắc đầy sự đau đớn. Mạc Vấn thì cũng khí tức không được ổn định. Lúc trước thì quái ngư màu lam phát ra ánh sáng màu lam u ám cùng với cả lôi điện rất giống nhau. Hắn chính là thượng thanh chuẩn đồ được ban cho không phải trải qua lôi kiếp chứng đạo. Chính vì vậy không biết cái cảm giác lôi điện bị đánh bị thương là như thế nào. Nhưng trừ bọn họ, những tử khí đạo nhân khác đều phải trải qua kiếp nạn này. Lúc trước nghe những đạo nhân từng giảng đạo thuật độ kiếp cho hắn thì cảm giác cực kỳ là tương tự. Lúc mà hai người Lưu Dạ ngồi định thần thì Mạc Vấn quay đầu nhìn quái ngư màu lam ở phía bên kia cách đó không xa. Quái ngư màu lam ở phía xa lượn vòng tròn quanh quần lại quay trở về. Nhưng nó cũng không đến gần ba người mà từ phía xa hơn 10 trượng bên ngoài đánh giá bọn họ. Mẹ kiếp, nó đang chiêu ngươi chúng ta sao? Lưu Thiếu Khanh tức giận mà nói. Đối phương nhàn nhã cử động giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Không phải vậy đâu. Mạc Vấn lắc đầu. Nếu quái ngư màu lam muốn hại bọn họ thì chỉ cần thả ra một lần ánh sáng u lam nữa là được. Mà lúc này ba người hành động bất tiện, nó cũng không có nhân có cơ hội truy kích. Qua đó thì có thể cho thấy nó đối với cả ba người cũng không có nhiều địch ý. Lúc trước nó phát ra ánh sáng u lam là nghĩ nhầm Dạ Tiêu Diêu muốn hại nó nên làm ra các hành động để mà tự vệ. Nó đối với cả ba người nhiều nhất là sự hiếu kỳ mà thôi. Không quản nó có mục đích gì, tuyệt đối không thể để nó lại gần chúng ta được đâu. Dạ Tiêu Diêu lòng vẫn còn sợ hãi. Ta thử nó một lần xem sao. Mạc Vấn đưa tay vào trong ngực lấy ra hộp phù, vẽ một đạo phù chú thanh long. Sau đó hắn gọi ra thanh long. Ở đằng xa con quái ngư nhìn thấy thanh long thì cũng không sợ hãi, mà nó phe phẩy cái vây to lớn mềm mại di chuyển sang bên cạnh mấy trượng. Mạc Vấn nhìn chăm chú. Hắn phát hiện quái ngư màu lam sở dĩ di động thì cũng không phải vì thanh long xuất hiện, mà do thanh long che mắt tầm mắt của nó, làm cho nó không thể nhìn thấy được ba người. Mạc Vấn điều khiển thanh long chậm chậm tiến về phía trước. Đằng xa thì những con quái ngư khác cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của thanh long.
nhưng mà chúng không hề có hứng thú đối với cả Thanh Long. Chúng tiếp tục nhàn nhã du động ở bốn phía. Lúc trước con quái ngư công kích ba người, thấy Thanh Long bơi lại thì nó liền vỗ nhẹ cái vây bơi sang nhường đường cho Thanh Long một con đường. Giết nó đi! Lưu Thiếu Khanh lên tiếng. Mạc Vấn nghe vậy liền điều khiển Thanh Long tập kích quái ngư. Thanh Long đột nhiên hất đầu, miệng rồng mở lớn cắn con quái ngư kia. Quái ngư kia thì tựa như là không nghĩ tới Thanh Long sẽ tấn công nó. Sau khi bị Thanh Long cắn, nó kẹo kẹo thân hình kịch liệt, ý đồ thoát ra. Và cùng lúc đó thì ánh sáng u lam kia dần dần xuất hiện một lần nữa. Ánh sáng u lam xuất hiện thì Mạc Vấn một lần nữa cảm nhận được sự nhức nhối. Nhưng lần này so với cả lần trước thì ít hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nguyên nhân chắc là do khoảng cách quá xa. Lưu Thiếu Khanh thấy Thanh Long cũng không có đem quái ngư xé rách, bèn bất mãn nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy Lưu Thiếu Khanh như vậy bèn nhíu mày điều khiển Thanh Long hạ sát thủ. Quái ngư màu lam trong cửa tốn cũng không có ít. Chúng thấy đồng loại bị giết hại thì liền đồng loạt từ các nơi bơi về phía của Thanh Long. Mạc Vấn lo sợ chúng hội họp chung một chỗ rồi cùng phát ra ánh sáng u lam, nên vội vàng điều khiển Thanh Long nhanh chóng xông lên giết. Chúng nó phát ra ánh sáng u lam cùng điện quang có chút tương tự thì phải. Dạ Thiêu Diêu nhìn những quái ngư bị Thanh Long tập kích, chúng liên tiếp phát ra ánh sáng u lam. Điện quang kia cho dù là chân long cũng không thể nào chịu được đâu. Mạc Vấn gật đầu mà nói. Hắn đã nhiều lần cùng với cả Thanh Long chiến đấu nên hiểu rõ. Nhiều như vậy quái ngư cùng nhau phát ra ánh sáng u lam, có thể trong nháy mắt đem Thanh Long đánh ngã. Nếu không phải có ba người chúng ta làm tiên phong, khi mà quân Nam Hải đến đây thì chắc còn phải chịu thiệt thòi lớn hơn nữa đó, Lưu Thiếu Khanh nói. Mạc Vấn thúc giục Thanh Long là bằng phù chú, do linh khí ngưng tụ thì cũng không phải là chân thật huyết nhục. Vì vậy mà những quái ngư kia phát ra ánh sáng u lam thì hoàn toàn không sợ hãi. Không nên giết toàn bộ đâu, lưu lại một hai cái để bọn họ cũng được nếm thử cái mùi vị tuyệt vời này, Dạ Tiêu Diêu nói. Phù hóa Thanh Long đối với cả con quái ngư rất là dễ dàng. Ba người họ trong lúc nói chuyện thì cũng đã đem quái ngư trong cửa tốn cắn chết hơn một nửa rồi. Mạc Vấn thì nhíu mày không nói gì. Thời điểm Thanh Long đuổi giết quái ngư, hắn phát hiện ra khí tức Thanh Long bất ngờ tăng mạnh. Tình huống này thì rất khác thường, nên hắn muốn tìm ra được nguyên nhân trong đó. Sau khi cẩn thận quan sát, Mạc Vấn đã nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Khí tức của Thanh Long tăng lên cùng với cả quái ngư phát ra ánh sáng u lam có sự liên quan với nhau. Quái ngư phát ra ánh sáng u lam có thể chuyển hóa thành linh khí sẽ được Thanh Long hấp thu. Sau khi mà biết rõ nguyên nhân rồi thì Mạc Vấn không vội vàng giết chết những con quái ngư còn lại. Hắn chỉ điều khiển Thanh Long đuổi theo cắn mà không có giết, dùng cách này để bức bách những quái ngư kia liên tục phóng ra ánh sáng u lam. Thanh Long linh khí theo đó thì cấp tốc tăng trưởng, trong phút chốc đã vượt qua uy lực Thanh Long dùng Thiên Lang Hào để gọi ra rồi. Tốc chiến tốc thắng đi, trong thành còn có long tộc hỗn huyết khác nữa đó, Lưu Thái Khanh sốt ruột mở miệng thúc giục. Mạc Vấn lắc đầu nói, những quái ngư kia phát ra ánh sáng u lam có thể chuyển hóa thành linh khí sẽ được Thanh Long hấp thu. Hãy đợi một lát nữa để xem Thanh Long còn có thể cường đại đến mức nào đã. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Thiêu Diêu nghe vậy thì liền gật đầu. Bọn họ đều là người tu hành nên đều hiểu rằng linh khí chính là do âm dương nhị khí ở trong cơ thể dung hợp mà thành. Những quái ngư kia phát ra ánh sáng u lam có thể chuyển hóa thành linh khí, nhưng mặt khác thì ánh sáng u lam do chúng phát ra được âm dương nhị khí tạo thành. Nhưng chúng nó dùng cách nào để có thể làm cho âm dương nhị khí trong cơ thể dung hợp thành linh khí? Và làm sao có thể đem linh khí trong cơ thể dùng loại phương thức kịch liệt này mà phát ra được? Ngay tại lúc Mạc Vấn điều khiển Thanh Long đuổi theo cắn quái ngư màu lam, thì Lưu Thiếu Khanh ẩn thân đi tới kéo một quái ngư bị Thanh Long cắn chết lại. Dạ Thiêu Diêu cũng đi tới hỗ trợ. Hai người dùng con dao ngắn rạch bụng quái ngư ra. Họ phát hiện ra quái ngư là một loại cá xương mềm. Đầu và ngực bụng của nó thì không có nội đan. Nói cách khác thì chúng phát ra ánh sáng u lam là do trời sinh thiên phú dị bẩm, chứ không được phải là do tu hành. Phát hiện này làm cho hai người hứng thú giảm mạnh đi. Nếu đã do thiên phú trời sinh thì người khác không cách nào học tập và tham khảo được đâu.
Lại nói thì những quái ngư kia cũng không thể liên tục phát ra ánh sáng u lam được. Sau khi bị Thanh Long đuổi theo, không bỏ thì chúng phát ra ánh sáng càng lúc càng yếu. Thanh Long linh khí gia tăng ngày càng chậm. Những quái ngư kia phát ra ánh sáng u lam có vẻ tiêu hao thể lực quá nhiều. Và đến cuối cùng chúng đều nhao nhao mệt mỏi nằm sấp xuống đáy nước. Nào, thừa dịp Thanh Long cường hãn, mau chóng đột phá cửa quan thôi. Mạc Vấn nói với cả hai người Lưu Dạ đang đứng ở bên cạnh chờ đợi. Hắn thúc giục Thanh Long đi trước mở đường. Con Thanh Long do phù hóa thành này đã thu nạp một lượng lớn linh khí do quái ngư phát ra, đã nhiều gấp mấy lần linh khí so với cả chân long rồi. Nó đã biến thành một thanh lợi khí đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ít ra thì trước khi mà linh khí yếu bớt đi, có thể tại Đông Hải này túy hành hành. Nếu là đầy đủ uy mãnh có thể quay lại giết đám Tam Long Đông Hải cũng nên, Lưu Thiếu Khanh nói. Nếu muốn quay trở lại phải đi 500-600 dặm nữa. Hay là trước hết cứ vượt qua ải này cái đã, Dạ Tiêu Diêu nói. Ba người lúc này đã đến được ở phía trên thành trì ở đáy biển. Từ trên nhìn xuống có thể thấy được phía dưới bên trong thành trì. Nơi đó sinh ra một số lượng lớn cỏ và rêu, có chút cùng loại với cả lục sắc lông tơ hình dáng thủy thảo. Có rất nhiều ốc biển to lớn như là căn phòng đang chạy chậm chậm ở trên. Là tiêu đồ đó. Lưu Thiếu Khanh nhận ra những cái kia hỗn huyết thủy tộc. Chúng sinh ra có đầu rồng nhưng lưng lại mang vỏ ốc biển lớn. Chúng nó hành động chậm chạp không đáng lo đâu. Nhanh đi tới cửa ải kế tiếp thôi, Dạ Tiêu Diêu nói. Mạc Vấn gật đầu sau đó điều khiển Thanh Long đi nhanh qua. Khi trước thì hắn dựa vào khí tức đã đoán được nơi này có hỗn huyết long tộc lệ khí không có nặng. Cũng không phải mỗi một hỗn huyết long tộc đều là hung tàn. Cái con tiêu đồ lưng có ốc biển giáp xác này cùng với cả ốc sên ở trên đất liền thì cũng giống nhau. Chúng đều không tranh quyền thế, tính cách thì chậm chạp. Chúng nó bị long thần sắp xếp ở đây cũng không phải để phòng thủ, mà là để có một chỗ an toàn sinh sôi nảy nở. Những con quái ngư kia chắc là long thần lưu lại để bảo hộ cho chúng nó, và cũng không phải là đồ ăn cho chúng nó. Vì thứ nhất tiêu đồ ăn chay, thứ hai là chúng nó hành động chậm chạp cũng không thể bắt được những loài quái ngư kia. Ba người nhanh chóng tiến lên. Không bao lâu sau thì thông đạo lần nữa lại trở nên hẹp. Mặt nước bắt đầu giảm xuống lộ ra vô số đá ngầm. Ba người trồi lên mặt nước, dẫm trên đá ngầm mượn lực bay tới. Tiến về phía trước hơn 10 dặm, mặt nước thu hẹp chỉ còn khoảng 3 dặm. Hai bên bờ sông đều có 200 dặm mà trái phải đất liền. Địa hình lồi lõm nhấp nhô lại xuất hiện cỏ nhỏ. Trông về phía xa mơ hồ có một cánh rừng lớn. Này, phía trước tại sao lại có ánh mặt trời cùng cây cỏ nhỉ? Dạ Tiêu Diêu hỏi. Nơi đây là phụ cận cửa càn. Từ nơi này có thể nhìn thấy sơ lược về cửa càn. Nơi này thì nước biển rộng cỡ khoảng 3 dặm. Hai bờ sông đều là núi non trùng điệp có các loại chim thú. Tại đỉnh động ở phía trên thì vẫn còn ánh sáng mặt trời xuyên vào. Cảm giác giống như là hồ, chắc là bệ ngạn rồi. Người thì tính tình khác nhau, đối diện vấn đề cũng khác nhau. Lưu Thiếu Khanh quan tâm nhất cửa ải này là do loại hỗn huyết long tộc nào trấn giữ. Số lượng không nhiều lắm đâu, khoảng hơn 20 con. Thủ lĩnh của chúng thì tu vi cực kỳ là kinh khủng đó, Mạc Vấn ngừng lại mà nói. Hai người thấy Mạc Vấn dừng lại cũng không tiến về phía trước nữa mà đứng ở hai bên hắn. Bệ ngạn là một trong nhiều loại hỗn huyết long tộc nổi danh. Dân gian thường gọi là long tu hồ. Tương truyền là do long thần cùng với cả hổ mái giao hợp mà sinh ra. Nó vừa có sự uy nghiêm của chân long, vừa có sự dũng mãnh của hổ. Kinh khủng sao? Kinh khủng đến mức nào chứ? Lưu Thiếu Khanh hỏi. Lưu Thiếu Khanh vừa hỏi xong thì tại nơi cao nhất tại đỉnh núi phát ra một tiếng hổ gầm điếc tai. Tiếng như là chuông lớn được lặp lại quanh quẩn không tan, làm khiếp sợ muông thú. Khủng bố đến nỗi cách nhau khoảng 100-200 dặm đã phát hiện ra chúng ta rồi đó. Dạ Tiêu Diêu bĩu môi cười nói. Sau khi mà thanh âm hổ gầm truyền ra quanh khu vực qua nải lập tức truyền tới tiếng hổ gầm phụ họa. Theo sau tiếng hổ gầm thì rất nhiều bề ngạn từ trong núi đi ra. Chúng đứng đủ các nơi trên đỉnh núi rồi tức giận mà giận giống. Trước đây thì ba người chưa từng nhìn thấy qua loài hỗn huyết long tộc chỉ có trong truyền thuyết này.
lần này lại được tận mắt nhìn thấy. Bề ngạn kia thì thân phủ lông xanh dài hơn 2 trượng, cao gần 9 thước. Đầu đuôi thì giống như hổ, móng vuốt thì như rồng. Có 4 sợi râu rồng dài hơn 1 xích rủ xuống khóe miệng. Những điều này thì trùng khớp với cả truyền thuyết được kể, nhưng mà cũng có sự khác biệt là trên lưng chúng nó có thêm 2 cái cánh bự màu xanh nữa. Lại nói thì có 18 con bệ ngạn, tất cả đều là mình thú, đa phần đều sấp xỉ tu vi của Tử Khí đạo nhân. Con bệ ngạn đứng trên đỉnh núi cao nhất có hình dáng to lớn khác thường, hai cánh trên lưng thì màu bạc, tu vi linh khí thì rất là thâm hậu, không hề thua kém chân long. Nếu biết ra bọn chúng đã xuất hiện thì ta đã mang kim điêu đến rồi. Dạ Tiêu Diêu cười nói, mấy con bệ ngạn này có cánh thì chắc chắn có thể bay lượn được. Lưu Thiếu Khanh liền rút chùy thủ ra nói, tên đã lên dây, sao có thể không bắn được chứ? Vậy thì cứ giao thủ lĩnh bề ngạn cho Thanh Long. Mạc Vấn dứt lời, bèn điều khiển phù hóa Thanh Long tiến lên công kích con bề ngạn màu bạc đang đứng ở vị trí cao nhất. Thanh Long liền tuân lệnh, rời khỏi mặt nước rồi bay vọt lên phía trước. Ba người lập tức theo phía sau cùng nhau ngăn địch. Thấy Thanh Long vừa xuất hiện thì đám bề ngạn rột rập vỗ cánh rời khỏi đỉnh núi, khẩn trương bay đến để mà nghênh chiến. Thủ lĩnh màu bạc sải rộng cánh bay ở chính giữa. Chỉ trong chớp mắt thì đôi bên đã đánh giáp lá cà. Mạc Vấn thì rút ra thất tinh kiếm ngoài vỏ, vận khí xuất kiếm đâm vào mắt một con bề ngạn vừa dũng mãnh nhào tới, rồi xoay người tấn công con bề ngạn đang bay tới từ bên cánh phải. Xuất trận đối địch, chiến thắng trận đầu rất là quan trọng. Mạc Vấn một kích đắc thủ khiến hai người Dạ Lưu cũng vững tâm hơn hẳn. Dạ Tiêu Diêu bay lên tấn công một con bề ngạn, một tay giữ chặt cổ của nó. Con bề ngạn này đoán được Dạ Tiêu Diêu định trèo lên lưng mình, vội vàng nghiêng mình né tránh. Chỉ là vừa kịp nghiêng mình thì mắt phải đã tòe máu. Binh khí của chúng ta không thể tổn thương da thịt chúng nó, cứ tấn công vào hai mắt đi. Lưu Thiếu Khanh ẩn thân gần con bề ngạn bị mù lên tiếng. Thuật ẩn thân của gã thu phát tùy tâm, lúc ẩn lúc hiện, rất khó đề phòng. Lúc này thì Thanh Long phù hóa đã tiếp cận con bề ngạn màu bạc. Con bệ ngạn này thấy Thanh Long tiến lên cũng không tránh né mà mở to cái miệng, gấp gáp dũng mãnh xông lên, phút chốc đã đối mặt nghênh chiến với cả Thanh Long. Một tiếng nổ lớn nặng nề vang lên, bệ ngạn màu bạc suy yếu lùi về phía sau. Thanh Long lập tức đuổi theo, giơ vuốt mạnh mẽ chụp lấy nó, ném con bệ ngạn màu bạc chưa kịp phục hồi thần lực xuống đất. Nó rơi chưa đến 3 trượng thì Thanh Long lại tiếp tục đuổi theo, cắn vào gáy của nó. Thanh Long mượn lực gầm lên, dồn sức thì vặn đầu xé nát con bệ ngạn trên không trung, rồi lấy đuôi đánh đuổi mấy con bề ngạn khác đang bay tới định cứu viện con bề ngạn đầu đàn. Mạc Vấn thấy Thanh Long phù hóa cực kỳ uy mãnh, bèn rời khỏi đó rồi ra lệnh cho Thanh Long đuổi giết những con bề ngạn còn lại. Tốc độ của con Thanh Long này so với cả những con Thanh Long phù hóa khác thì nhanh hơn gấp mấy lần liền, uy lực cũng dũng mãnh gấp bội. Truy trái đuổi phải, trước chém thì sau giết, chẳng mấy chốc thì có mười mấy con bề ngạn đều bị đuổi tận giết tuyệt. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu thấy khung cảnh trước mắt mà kinh hồn táng đờm, cả hai nghẹn lời, đứng đực mặt ra nhìn chân chân về phía của Mạc Vấn. Mạc Vấn tuy biết rằng Thanh Long phủ hóa có linh khí mạnh gấp mấy lần chân long, nhưng mà không ngờ rằng uy lực và linh khí của nó lại có thể mạnh mẽ bội phần như vậy. Không nói đến hỗn huyết long tộc, nếu nghênh chiến với cả chân long thì sợ rằng uy lực của nó cũng có thể đánh bại bọn chúng trong chốc lát. Này, linh khí còn dư lại mấy thành? Lưu Thiếu Khanh chỉ vào Thanh Long đang bay lượn rồi nhìn Mạc Vấn mà hỏi. Chỉ hao tổn khoảng 1 thành thôi, Mạc Vấn đáp. Phù hóa Thanh Long tương thông với cả khí tức của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí của Thanh Long đã hao tổn bao nhiêu. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy thì hết sức là vui mừng, giơ tay chỉ về hướng Tây Bắc. Vậy thì chúng ta phải rèn sắt khi mà còn nóng, tiến lên cửa đoài thôi. Mạc Vấn nghe vậy bèn giơ tay, ý bảo Lưu Thiếu Khanh đừng nôn nóng. Rồi hắn điều chuyển linh khí trong cơ thể để mà bổ sung cho phù hóa Thanh Long bị hao tổn 1 thành linh khí vừa rồi. Linh khí trong cơ thể vừa xuất ra, hắn bỗng cảm thấy có điều bất thường. Linh khí trong con Thanh Long không chỉ được bổ sung gấp 3, mà mạnh mẽ hơn thế bội phần nữa.
Lượng linh khí hắn xuất ra không thể nào bổ sung vừa vặn cho một thành linh khí của con thanh long vừa bị mất đi được. Mạc Vấn thu hồi lại linh khí rồi nhìn về phía của Lưu Thúc Hanh và Dạ Tiêu Diêu nói: "Kiếp nạn của Đông Hải lần này dừng ở Càn Quan, chúng ta kết thúc tại đây thôi." Dạ Tiêu Diêu nghe không hiểu: "Sao vậy? Sao phải ngừng chứ?" "Đông Hải gieo nhân nào gặt quả đấy. Đây là cửa Càn, mà Càn là trời. Vượt qua cửa Càn chính là mất độ. Lập tức quay về bắt ba vị Đông Hải Long tộc để mà đổi lấy cấp thủy thần đình là được." Lưu Thúc Hanh và Dạ Thiêu Diêu nghe Mạc Vấn nói thì chợt hiểu ra, bèn vui vẻ quay trở về. Đông Hải Long tộc chính là Thanh Long. Mạc Vấn cũng gọi ra một con Thanh Long, dùng Thanh Long quản thúc Thanh Long, chính là Đông Hải Long tộc gieo gió gặp bão. Mọi sự trùng hợp như thế thì đều ẩn giấu huyền cơ, không có chuyện gì là vượt qua thiên đạo cả. Ban đầu bọn họ tiến vào Đông Hải ứng với cả cửa khôn, cửa ải bệ ngạn canh giữ chính là cửa Càn. Nói cách khác thì trong vòng 5-6 canh giờ ngắn ngủi thì ba người bọn họ đã tung hoành từ trời Nam ra đất Bắc rồi. Việc bọn họ làm đã là cực hạn, không thể tiến vào sâu hơn được nữa. Cả ba quay về thì cực kỳ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã quay về cửa Tốn. Những con quái ngư thấy ba người dẫn theo Thanh Long trở lại thì vội vàng trốn đi mất. Bọn họ nhanh chóng vượt qua cửa Tốn rồi về tới cửa Khảm. Vừa tiến vào cửa Khảm thì mấy con bắt phúc sống sót phát hiện ra, vội vàng vươn cổ hút nước để mà tự vệ. "Lùi về phía sau." Mạc Vấn đưa tay túm hai người Lưu Dạ rồi vội vàng tránh về phía sau, rồi lệnh cho thần thụ Thanh Long tiến lên giết chết bọn bắt phúc. Ba người vừa lùi về khu vực an toàn thì một cơn sóng dữ vô hình đã mạnh mẽ ảo tới. "Ôi, chết mẹ rồi, quả này có lẽ ta phải bỏ mạng ở đây rồi." Trong lòng Dạ Tiêu Diêu thấp thòm. Trên sinh tử bộ của Hắc Bạch Vô Thường có ghi lại dương thọ của hắn và Lưu Thúc Khanh. Đến nay dương thọ của Lưu Thúc Khanh đã kết thúc, chỉ còn mình gã còn sống sót. "Người có thể không mang tư tưởng này được không? Chờ chết mà không tự cứu lấy mình là tự sát, tội vô cùng lớn đó." Dạ Tiêu Diêu nghe vậy bèn buông tiếng thở dài, quan sát hai người rồi nhẹ nhàng gật đầu. Số mệnh sẽ chết thì dù như thế nào cũng không thể sống được. Ban đầu Mạc Vấn thấy sát nghiệt quá nặng, bèn tha chết cho vài con bát phúc mắt mù cùng với cả mười mấy con bát phúc khác. Bây giờ chúng lại ngăn cản đường lui của bọn hắn, bởi vậy hắn sẽ phải giết. Mặc dù chỉ có mười mấy con bát phúc, nhưng mà chúng có thể báo cho Long tộc hướng tấn công của Thanh Long. Hơn 10 dòng nước xiết nhắm về phía của Thanh Long mà bắn tới. Phù hóa Thanh Long vặn mình tiến lên phía trước. Nó thoát khỏi mười mấy đạo nước xiết cùng công kích mình rồi vọt tới vùng phụ cận tiếp tục đánh giết. Tới khi mà bát phúc chết sạch rồi thì bọn hắn lại từ cửa Khảm nhích dần tới vị trí của bọn nhai tí ở cửa Cấn. Cũng do hải lưu ở các quan hải không lưu thông nên từ cửa Khảm bọn hắn đã nhìn thấy một vùng máu tươi nhuộm đỏ nước biển của cửa Cấn. Trong biển máu đỏ rực thì có một lực lượng thủy tộc đang hỗn loạn chém giết. "Các người cứ ở đây chờ ta, để ta vào cửa Cấn xem xét tình hình, rồi sẽ cho Thanh Long mở đường để các ngươi vào sau." Mạc Vấn nói với cả hai người Lưu Dạ. "Cẩn thận đó." Hai người gật đầu mà nói. Lúc này tại cửa Cấn thì đang diễn ra trận chiến chủ lực giữa Đông Hải và Nam Hải. Trong vòng 200 dặm có hàng loạt thủy tộc chen chúc nhau. Ba vị Long tử Long nữ Đông Hải đều có mặt tại đây, thế trận cực kỳ là hung hiểm. Mạc Vấn gật đầu sau đó che giấu hơi thở lách mình tiến vào thủy vực của cửa Cấn. Chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm giác được có một cự vật trắng như tuyết vừa lướt qua mình, không rõ là loài thủy tộc nào. Tình hình ở dưới nước thì rất khó quan sát nên không thể ở lâu được. Mạc Vấn sau khi mà tiến vào cửa Cấn bèn nhanh chóng nổi lên trên mặt nước. Tại cửa này thì một lượng lớn tôm cua đang chém giết lẫn nhau ở nhiều vị trí trên đảo. Đông Hải Long tộc và Nam Hải Long tộc cũng đang kịch chiến. Bọn họ không đơn thủ ứng chiến mà là hợp đồng tác chiến cùng huynh đệ của mình. Đông Hải Ngao Cực thì một đầu đầy máu tươi. Đùi phải của Ngao Mai thì buông thõng trên mặt đất. Ngao Thuật thì từ ngực trên đùi đều bị hỏa long tiễn đâm chi chít nên đã bị trọng thương. Phe của Nam Hải Long tộc thì còn bết bát hơn nữa. Chân trái của Ngao Bình từ đầu gối trở xuống đã bị cắt cụt, đang đứng tựa vào đá, nỗ lực ngăn cản đường tấn công của Đông Hải Long tộc.
Còn Ngao Hân thì đang nằm ở dưới tường đá, hơi thở mỏng manh lắm. Hỏa long tiễn của Ngao Nhu thì đã cạn kiệt rồi. Gã cầm trường đao của Ngao Hân và trường kiếm của Ngao Trác đang đứng tựa vào tường đá, gian khổ phòng thủ cùng với cả Ngao Bính. Thấy được tình hình trong này rồi thì trong lòng Mạc Vấn hơi hoảng hốt. Thực lực của Nam Hải Long tộc so với cả Đông Hải Long tộc thì quả thật là kém hơn. Thật may là bọn họ đã quyết định quay trở về ở cửa càn. Nếu bọn họ tiếp tục tiến sâu nữa, sẽ gặp tình cảnh trung quân bị diệt, tiên phong một mình xâm nhập tuyệt cảnh rồi. Giả sử như là Nam Hải Long tộc bị giết sạch, thì cả ba sẽ bị mắc kẹt ở trong cửa khẩu ở bên trong Đông Hải Long cung mất. Chiến sự dẫu thảm khốc nhưng mà song phương cũng nỏ mạnh hết đà rồi. Mạc Vấn không điều khiển phù hóa thanh long tiến lên trợ chiến, mà là lặng yên đến gần hòn đảo nơi long tộc chiến đấu. Ba người Đông Hải vì luân phiên khổ chiến nên cực kỳ mệt mỏi, đã không phát hiện ra sự xâm nhập của Mạc Vấn. Phe Nam Hải Long tộc đứng ở vị trí đối diện với cả Mạc Vấn. Đám người Ngao Trác thấy Mạc Vấn xuất hiện, dù cực kỳ là áp chế nhưng mà trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng. Ngao Cực phát giác ra được dị thường, bèn nhân lúc tiến công quay đầu lại xem xét. Mạc Vấn thấy Ngao Cực quay đầu, biết là không thể ẩn tàng thân hình được nữa, bèn vội vàng thúc giục linh khí lao về phía trước. Cẩn thận, đạo nhân kia đã trở lại. Ngao Cực lớn tiếng báo động với cả Ngao Thuật và Ngao Mai. Bỏ binh khí xuống, ta sẽ tha chết cho các người. Mạc Vấn bay lên không, xuất kiếm xông về phía của Ngao Cực. Lời của Mạc Vấn thì nhằm chọc tức đối phương. Hắn chọc giận Ngao Cực, mục đích thực không phải là Ngao Cực mà là Ngao Mai đang đứng ở phía bên phải của gã. Tu vi của Ngao Mai là yếu nhất trong ba người, tuổi cũng bé nhất, là muội muội của Ngao Cực và Ngao Thuật. Chỉ cần bắt được nàng là có thể ngăn chặn được Ngao Cực và Ngao Thuật. Khá lắm, đồ ác đạo cuồng vọng. Ngao Thuật dù đã bị trúng mấy mũi tên nhưng mà khí thế không hề suy giảm. Thanh Long Thứ đánh đuôi Ngao Trác rồi nhanh chóng nghiêng tay đâm Mạc Vấn. Mục tiêu ban đầu của Mạc Vấn thì cũng chẳng phải Ngao Cực. Nửa đường đổi ý, hắn nhanh chóng bay đến bên cạnh Ngao Mai. Đùi phải của Ngao Mai đang bị thương, thân hình chậm chạp. Thấy Mạc Vấn đột kích liền vội vàng vòng tay định phát ra Long Toàn Đao. Long Toàn Đao của Ngao Mai còn chưa phát ra đã bị Mạc Vấn xoay người lấy chuôi kiếm chọc vào khí huyệt sau lưng. Ngao Cực thấy Mạc Vấn động thủ với cả Ngao Mai thì bèn nhanh chóng vung kiếm bổ lên cánh tay phải của Mạc Vấn. Mạc Vấn trở tay lấy kiếm chống chọi với cả trường kiếm của Ngao Cực. Trong lúc đó thì tay trái của hắn đã điểm thêm hai huyệt đạo của Ngao Mai rồi đẩy Ngao Mai sang phía của Nam Hải Long tộc. Đầu cơ kiếm lợi, bắt giữ lấy. Ngao Cực, Ngao Thuật thấy Ngao Mai bị Mạc Vấn bắt thì vô cùng lo lắng. Lại nghe thấy ý đồ hạ nhục trong lời nói của hắn, bèn nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra long thân rồi vội vã tấn công. Mạc Vấn thì không thể điểm huyệt hai người cùng một lúc, tâm niệm chớp động, bèn lệnh phù hóa thanh long đi vào cửa cấn công kích Ngao Cực, còn hắn thì luồn lách né tránh tìm cơ hội. Nương theo một tiếng rồng ngâm điếc tai, phù hóa thanh long từ cửa khảm nhanh chóng xông tới, đánh bay bọn thủy tộc chặn đường, rồi vọt trên mặt nước bay đến chỗ hòn đảo nơi mọi người đang đánh nhau. Ngao Cực thấy đại thế đã mất, miệng rồng vội vàng khép mở rồi phát ra âm thanh kỳ quái. Ngao Trác ở bên cạnh hét to, hắn muốn Ngao Thuật trở về thỉnh Đông Hải Long Vương đó. Chớp mắt thì phù hóa thanh long đã đi tới. Mạc Vấn tự mình phân thần điều khiển khống chế phù hóa thanh long nhanh chóng đến gần Ngao Cực. Long thân uốn lượn cùng với cả Ngao Cực quấn quanh một chỗ. Lúc này linh khí trong phù hóa thanh long đang thịnh, mà Ngao Cực vừa mới trải qua một trận khổ chiến nên linh khí hao tổn, mấy phen xoay mình nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng thoát được. Ngao Thuật thấy Ngao Cực và Ngao Mai bị bắt vô cùng lo lắng, nhưng gã biết rõ nặng nhẹ, không thể liều mạng tới cứu được, liền vội vàng xoay mình bay về hướng đông mà trốn đi. Lúc mà Ngao Thuật thua chạy thì đã gặp Dạ Tiêu Diêu đang bay lên đà đà trên mặt nước. Trong cơn phẫn nộ cực điểm, Ngao Thuật vẫy đuôi quét qua. Dạ Tiêu Diêu tránh né chẳng kịp, ngay lập tức đã bị đuôi rồng đánh trúng, thổ huyết bay ngược về phía sau. Lại nói thì Mạc Vấn thấy Dạ Tiêu Diêu thổ huyết bay ngược ra phía sau, liền vội vàng bay tới cứu viện. Lúc này trong nước có rất nhiều thủy tộc hung lệ. Dạ Tiêu Diêu nếu rơi xuống nước thì chắc chắn sẽ bị chúng xé thành mảnh nhỏ, như thế thì hết cứu.
Nhanh, nhanh bắt tên kia trở về. Lúc này Lưu Thiếu Khanh từ bên cạnh Dạ Tiêu Diêu hiện thân, chụp được cánh tay của Dạ Tiêu Diêu. Mạc Vấn nghe vậy thì lăng không đổi vị cấp bách đuổi theo Ngao Thuật. Ngao Thuật lúc này đã đến được sườn đông cấn vị, đang cấp bách xông vào trong nước. Mạc Vấn phi thân phóng đến định leo lên Long Vĩ, chợt nhớ lại chuyện bị quất bay ở Lũng Quận, liền vội vàng thu tay lại. Ngao Thuật lao vào trong nước, giải khai những thủy tộc đang hỗn chiến ở trong nước rồi lui vào khảm vị. Mạc Vấn theo sát ở phía sau, xuyên qua Hồng Hải Thủy mà tiến vào qua lại ở khảm vị. Không ngờ vừa tiến vào khảm vị thì Thanh Long Thứ liền từ bên trái cấp bách đâm đến. Mạc Vấn vốn tưởng là Ngao Thuật tiến vào khảm vị sẽ vong mệnh đào tàu, không ngờ gã vậy mà lại bố trí mai phục ở khảm vị. Ngao Thuật lần này đánh lén rất là gần, Thanh Long Thứ chính là tam dương khôi thủ của gã. Tình thế dị thường nguy cấp, sinh tử treo trên đầu Mạc Vấn. Trong lúc nguy cấp đó thì nguyên thần Mạc Vấn run rẩy rồi chấn động. Thấy thế thì thần thức khống chế thân thể nghiêng đầu qua bên phải. Cử động này thì cũng không triệt để tránh thoát được Thanh Long Thứ. Thanh Long Thứ cấp tốc lướt sát qua bên trái trán của hắn, mở ra da đầu, xé ra tay trái của hắn. Ngao Thuật lúc này đã nỏ mạnh hết đà, gã quyết định đánh lén tại khảm vị và cũng đã biết hậu quả của việc đánh lén không thành công. Mạc Vấn tránh được chỗ yếu hại, sau đó phi thân lên, song thủ cùng xuất ra liền phong 18 chỗ đại huyệt của gã lại. Mạc Vấn đưa tay kiểm tra thương thế của mình, thúc giục linh khí hồi phục miệng vết thương lại như cũ, sau đó thì khiêng Ngao Thuật xông về cấn quan. Lúc này thì Đông Hải thủy tộc đã phát hiện ra Tứ Long Tử bị bắt, nhao nhao buông tha đối thủ định xông lên cứu viện. Mà Nam Hải Long tộc thì vây quanh bốn phía hòn đảo bảo hộ Nam Hải Long tộc, ngăn cản Đông Hải thủy tộc lên đảo. Thấy được Mạc Vấn khiêng Ngao Thuật trở về thì sĩ khí của Đông Hải thủy tộc đại giảm. Long tộc đều bị bắt, quả nhiên là đại thế đã mất. Lăng không trở lại trên đảo, Mạc Vấn buông Ngao Thuật ra, rồi thần thụ phù hóa xoắn kéo Thanh Long Ngao Cực tới, xuất linh khí kéo dài công kích thân của gã ra. Hắn đã từng phong điểm huyệt đạo của Ngao Thuật biến thành long thân ở Lũng Quận, cũng có thể đại khái tính toán ra chỗ huyệt đạo của Chân Long. Qua ba lượt thăm dò thì rốt cuộc đã phong bế một chỗ khí huyệt của Ngao Cực. Khí huyệt bị phong ấn thì Ngao Cực biến thành người bình thường. Mạc Vấn lại ra tay triệt để chế trụ gã. Phong bế Ngao Cực xong thì Mạc Vấn vội vàng đi về hướng của Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh cách đó không xa. Chẳng biết tại sao, Dạ Tiêu Diêu lúc này mặt lộ vẻ cười khổ, mà Lưu Thiếu Khanh thì đứng thẳng một bên bật cười không dứt. Sao lại cười thế? Mạc Vấn đưa tay bắt được thốn quan xích của Dạ Tiêu Diêu, thử một lần sau đó lông mày cau chặt lại. Dạ Tiêu Diêu tuy rằng bị Long Vĩ gây thương tích, linh khí trong cơ thể triệt để tiêu đa phần lực đạo, nhưng mà lúc này bản thân bị trọng thương nhưng mà cũng không lo lắng đến tính mạng. Tâm lý đề phòng có khi nào là dư thừa không nhỉ? Các ngươi dứt khoát đánh chết ta đi, cho đỡ phải lo sợ. Dạ Tiêu Diêu cười mà nói. Ngươi là Tượng Thanh chuẩn đồ, chúng ta không dám lộ mãng, ngươi tự đoạn tâm mạch đi. Lưu Thiếu Khanh ở bên cạnh chế nhạo. Hành trình Đông Hải thắng cục đã định, tâm tình của y rất là tốt. Mạc Vấn nhìn Lưu Thiếu Khanh có vẻ hả hê, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Dạ Tiêu Diêu, đứng thẳng lên đi về hướng của Ngao Trác. Đám người Ngao Trác thấy Mạc Vấn đi tới thì nhao nhao đưa tay chào hỏi hắn, cùng nói vất vả rồi. Mạc Vấn chắp tay khiêm tốn, thấp giọng nói với cả Ngao Trác. Ngươi cũng đã biết Thanh Liên Tử chứ? Ngao Trác nghe vậy thì gật đầu, quay nhìn về phía của Ngao Bính đứt gãy một chân rồi dựa vào thạch bích, chuyển qua thấp giọng nói với cả Mạc Vấn. Đa tạ hảo ý của Mạc chân nhân. Long tộc huyết mạch khác với nhân loại, Thanh Liên Tử vô dụng thôi. Mạc Vấn gật đầu sau đó thấp giọng mà nói. Bắt ba người bọn họ, có thể đổi cấp thủy thần đỉnh hay không? Chắc là có thể đó. Chúng ta lập tức rút về Nam Hải, chỉ cần có thể mang bọn họ trở về, không sợ lão Long kia không mang theo thần đỉnh đến đổi người, Ngao Trác nói. Mạc Vấn gật nhẹ đầu. Ngao Trác bàn giao mấy câu với cả Nam Hải Long tộc để thủy tộc ngăn trở Đông Hải thủy tộc,
Còn đám Long tộc thì đều mang theo một gã tù binh lui trở về trước. Khôn Vị lúc này thì đã dày đặc thi thể thủy tộc. Mạc Vấn nâng Dạ Tiêu Diêu lên, từ trên xác chết trôi của thủy tộc nhanh chóng mượn lực cùng với Lưu Thiếu Khanh ra khỏi Khôn Vị, lại thấy ánh mặt trời. Lúc này là sát giờ ngọ, mặt trời rực rỡ treo trên cao. Rất nhiều thủy tộc máu nóng đang phơi nắng trên đá ngầm hòn đảo. Lão Ngũ và vài tên đoàn trưởng thống lĩnh có thể biến hóa nhân hình nói chuyện với nhau. Thấy Long tộc và ba người bọn họ từ trong thông đạo đi ra, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Tưởng thế nào, cóc nhỏ mà cũng dám ngăn cản đại mã hay sao? Lão Ngũ thấy cả ba vị Long tử Đông Hải đều bị bắt, biết rõ là đám người Mạc Vân đã chiến thắng. Để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi dẫn người đi trước, chúng ta đi theo hướng Tây trở lại đất liền, Mạc Vân nói với cả Ngao Trác. Tốt, mặc kệ chuyện được hay không, thì trong vòng 10 ngày ta chắc chắn sẽ tới cửa bái phòng. Ngao Trác nói xong nhìn Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, chính thức nói lời cảm tạ. Tạ ơn Lưu chân nhân và Dạ chân nhân. Lần này nếu không có ba vị chân nhân tương trợ, Nam Hải ở Đông Trinh khó thành sự. Ngày sau nếu Nam Hải tìm được về cấp thần thủy đỉnh, thì ba vị chân nhân cho gọi, Nam Hải nhất định sẽ cho mưa xuống. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu nghe vậy thì chắp tay hoàn lễ, phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Có câu người chậm nên khởi hành sớm, ta bị què nên phải đi trước một bước rồi, ba vị sau này còn nhau gặp lại. Ngao Bình tuy mất một chân nhưng mà cũng không mất đi tinh thần, chắp tay cáo biệt ba người, mang ngao thuật uốn lượn năng không. Gã mất một hậu trào, lao mây không tiện cho lắm. Khi mà Ngao Bình đi rồi thì Ngao Trác nói vài tiếng với cả tường lãnh thủy tộc, hiện ra long thân cầm cùng với cả Ngao Hân bị trọng thương, với cả Đông Hải Ngao Cực uốn lượn lăng không. Ngao Nhu đi lên trước ba người cáo biệt. Ba vị chân nhân hãy bảo trọng, ngày khác nếu rảnh rỗi thì đến Nam Hải, cũng nên cho chúng ta tận tình làm chủ nhà nhé. Không biết là Nhu công chúa đã đính hôn chưa nhỉ? Tay phải Dạ Tiêu Diêu xoa ngực liên tục khó chịu mà ho. Ngao Nhu nghe vậy thì rất là kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Dạ Tiêu Diêu, chốc lát sau thì nghi hoặc lắc đầu. Tốt rồi, ta hỏi giúp ngươi đó thôi. Dạ Tiêu Diêu quay đầu nhìn về phía của Lưu Thiếu Khanh. Người đúng là... Lưu Thiếu Khanh nghe vậy thì ngạc nhiên trố mắt, y căn bản không có nhờ Dạ Tiêu Diêu hỏi dùm như vậy. Ngao Nhu thấy Lưu Thiếu Khanh ngạc nhiên thì nghĩ lầm hắn trách tội Dạ Tiêu Diêu để lộ ra, cười yếu ớt nhìn Lưu Thiếu Khanh một cái, suy nghĩ một chút rồi thấp giọng mà nói. Bình thường long nữ không hôn phối cùng với cả người phàm đâu. Ngao Nhu nói xong thân hình rung động hiện ra nguyên hình, rồi cầm ngao mai thăng không xuôi nam. Nghe thấy chưa, nàng nói là bình thường. Ngươi thiếu ta một ân tình đó nhé. Dạ Tiêu Diêu nghiêng đầu nhìn về phía của Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy nhíu mày nhìn Dạ Tiêu Diêu một cái, vốn định giả bộ nổi nóng, lại không kìm nén được nội tâm vui mừng, nhíu mày đồng thời mặt lộ vẻ tiêu ý. Người, cái tên này chỉ nhớ kém thật đó, thiếu nhân tình đã lập tức đòi lại. Dạ Tiêu Diêu đưa tay kéo Lưu Thiếu Khanh lại. Người giết ta đi, để trả lại ân tình cho ta. Thôi, nơi này không nên ở lâu đâu, rời khỏi sớm đi thôi. Mạc Vấn lớn tiếng mà nói. Bọn họ và Nam Hải Long tộc hợp lực bắt ba vị Long tử Long nữ. Long Vương vẫn còn ở trong ổ, nếu như đuổi theo sẽ gia tăng biến số. Dạ Tiêu Diêu tuy là ưa thích cười đùa nhưng biết rõ nặng nhẹ. Nghe vậy thì gọi Kim Điêu đến cõng gã và Lưu Thiếu Khanh thăng không. Lão Ngũ thì biến thân thành cự bức chào hỏi Nam Hải máu nóng kia một tiếng, rồi nhanh chóng thăng không vỗ cánh bay về hướng Tây. Bởi vì lo lắng Đông Hải Long Vương đuổi theo, Mạc Vấn liền mang theo Phù Hóa Thanh Long đồng hành. Kim Điêu và cự bức thì không ngừng nghỉ một chút nào cả, nhanh như chớp lướt lên tầng mây. Dạ Tiêu Diêu lúc trước đã nuốt đan dược chữa thương, lúc này thương thế đã được ổn định. Bắt ba vị Long tử, Long nữ Đông Hải làm cho Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh rất là nhẹ nhõm. Duy nhất không được nhẹ nhõm chính là Dạ Tiêu Diêu, bởi vì hắn hẳn là chết mà lại không có chết. Bởi vì Kim Điêu và cự bức phi hành nhanh chóng, đến trạng vạng tối thì đã thấy được đất liền.
Nhìn thấy đất liền, Mạc Vấn mới chính thức được yên lòng. Sau khi vào được đất liền thì ba người ngừng lại. Tản phù hóa thanh long đặt chân một chỗ tiểu thành. Nơi này cách Đông Hải hơn 600 dặm. Nơi này là một thành trì ở phương Bắc. Triều đại thay đổi và nhiều lần luân phiên đổi chủ, làm cho tiểu thành này cực kỳ nghèo khó. Đêm xuống thì trong thành có ít ánh sáng. Ba người đi lại hai con phố mới tìm được một gian tiểu quán tạm thời nghỉ chân. Mau mời Vô Thường tới gặp đi. Dạ Tiêu Diêu thúc giục mà nói. Gã sở dĩ muốn uống rượu ở trong phòng là vì thuận tiện mời Hắc Bạch Vô Thường đến. Nhưng mà ta thấy rượu thì đục, đồ ăn thì thiếu, có vẻ không đúng lễ nghi đâu. Lưu Thúc Hanh cười mà nói. Mạc Vấn biết rõ Dạ Tiêu Diêu đang lo lắng, liền móc ra phù chú đốt. Phù chú biến ảo, Hắc Bạch Vô Thường hiện thân, cùng chào hỏi chúng nhân ở trong phòng. Làm phiền nhị vị xem tuổi thọ của bần đạo như thế nào. Dạ Tiêu Diêu lôi chiếc ghế thỉnh Hắc Bạch Vô Thường ngồi xuống. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy thì trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng không có ngồi xuống. Huynh đệ chúng ta còn chức sự ở trong người, không thể ở lâu được. Ba vị chân nhân không nên trách tội. Trong lúc nói chuyện thì Bạch Vô Thường lấy ra sinh tử bộ tìm được tục gia của Dạ Tiêu Diêu, nhìn kỹ vẫn còn tháng 10. Nhìn hết tuổi thọ của Dạ Tiêu Diêu thì Hắc Bạch Vô Thường chắp tay cáo từ. Mạc Vấn chắp tay nói lời cảm tạ, tiễn hai người đi. Dạ Tiêu Diêu thấy sinh tử bộ cũng không có khác gì thì trong lòng càng thêm thấp thỏm. Trước mắt mọi người đã từ Đông Hải toàn thân trở về, vậy mà họa sát thân không phải đến từ Đông Hải. Nói cách khác thì gã sẽ mất mạng trong thời điểm và nguyên nhân nào đó khác. Thôi, ngươi cứ tiêu sái đi, việc gì phải cứ xoắn suýt lên như thế. Lưu Thúc Hanh nhíu mày mà nói. Mẹ kiếp, nếu là cô gia quả nhân thì ta để ý tuổi thọ làm cái mẹ gì. Dạ Tiêu Diêu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nam nhân đã có vợ con, sau đó thì không thể đơn thuần sống vì chính mình được nữa. Lão Ngũ cầm bầu rượu lên, ở bên cạnh rót rượu cho Dạ Tiêu Diêu. Mạc Vấn ở bên cạnh nói. Không cần quá mức lo lắng làm gì. Nguy hiểm bình thường thì không thể ảnh hưởng đến ngươi được. Biến cố trọng đại tất nhiên ngươi sẽ phát hiện ra manh mối trước thôi. Lời nói của Mạc Vấn lập tức có tác dụng. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy chậm rãi gật đầu. Người có thể tổn thương đến gã còn có dị loại, ít càng thêm ít. Nếu như thực sự biến cố xuất hiện thì gã nhất định có thể phát hiện ra trước. Phát hiện trước thì cũng có thể chuẩn bị tâm lý cho tốt. Này, vậy ngày sau các ngươi có tính toán gì chưa? Lưu Thiếu Khanh chuyển chủ đề. Ta thì trở lại Vô Nhai Sơn nằm chờ chết thôi. Dạ Tiêu Diêu cười mà nói. Trước đây gã cũng không báo cho ngoại nhân vị trí cụ thể của vợ con, bao gồm cả Mạc Vấn và Lý Thiếu Khanh. Ta thì trở về Thượng Thanh Quan đợi Ngao Trác đến. Vậy ngươi có tính toán gì không? Mạc Vấn hỏi ngược lại Lý Thiếu Khanh. Ngươi đã sắp xếp xong xuôi cho ta rồi có đấy thôi. Sau khi ăn xong, ta sẽ trở về Ung Châu. Ngày sau thì chuyên tâm phụ tá Bổ Kiên thôi. Lưu Thiếu Khanh nói ra. Mạc Vấn nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Này, Quỳnh Giao tuy không đẹp cho lắm, nhưng mà cũng đáng thương lắm đó. Theo ta thì... Ta biết rõ ngươi muốn nói gì, ta tự có tính toán. Lưu Thiếu Khanh không kiên nhẫn cắt ngang lời nói Mạc Vấn. Còn về pháp môn nội đan, một khi mà thôi diễn hoàn thành, ta sẽ lập tức báo lại cho các ngươi. Mạc Vấn nâng chén. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Lưu Thiếu Khanh với Dạ Tiêu Diêu nâng chén, ba người cùng uống rượu. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó thì nhân chúng lại lần nữa lên đường. Tuy cự ly Đông Hải khá xa, ba người vẫn còn cảm giác không an toàn cho lắm. Vào lúc canh ba thì đến được ở trên không Ung Châu. Lưu Thiếu Khanh cáo từ hai người. Dạ Tiêu Diêu thì không đợi gã nói xong, nhấc chân đạp gã xuống dưới. Nhân tình không cần trả lại đâu. Lưu Thiếu Khanh biết rõ cử động lần này của Dạ Tiêu Diêu là trả thù y lúc trước đã chế nhạo gã tại đáy biển, cũng không hề nổi nóng, lớn tiếng cười to rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 73 của bộ truyện Đỉnh Càn Khôn tại đây.
À quên, của bộ truyện Tử Dương Môn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.